Xin chào các cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Những tháng cuối năm tới gần cũng đồng nghĩa là mùa lễ hội, shopping, tặng quà cận kề rồi. Hôm nay Trang sẽ làm tiếp một video về son high-end nữa, đó chính là Rouge Dior Ultra Care từ Dior. Giờ chúng mình make up nhanh hoặc bạn có thể skip đến 1 phút 00 nếu bạn muốn xem phần swatch luôn nhé. Trang ngó sơ sơ thấy bảng son hôm nay có nhiều tông màu khác nhau nên quyết định sẽ chọn lớp make up đơn giản trung tính chứ không nhấn vào mắt hay má quá nhiều. Một tháng vừa rồi không gặp mọi người, hơi bị nhớ đấy. Lý do chính là vì cái mắt bên trái của Trang kiểu, có ai nhận ra không? Mình đã quyết định nhấn mí một bên mắt trái đó để cho nó cân với mắt phải. Lý do là mí mắt trái của mình luôn sụp, sau 3 năm kè kè miếng dán mí và mí ngày càng sụp rõ hơn thì cuối cùng mình đã đưa ra quyết định đấy. Giờ em nó vẫn chưa hết sưng hoàn toàn nên trông vẫn chưa cân lắm, mắt cụt mắt xòe. Nếu các bạn muốn thì mình sẵn sàng chia sẻ với mọi người kỹ hơn khi mắt lành hẳn nhá. Tóm tắt là mình rất hài lòng và cả quá trình cũng không hề đau đớn gì, chỉ là đợi hết sưng hẳn để quay lại làm video đều và gặp mọi người thôi. Dòng son này đã ra mắt chính thức khoảng giữa tháng 8 và ở Việt Nam thì là giữa tháng 10 vừa rồi. Cảm ơn Dior Việt Nam rất nhiều bởi đã gửi tặng Trang 16 cây son này để mình có thể swatch và review với các bạn. Bởi thật tình là mình cũng sẽ không đủ can đảm mua 16 cây một lúc đâu. Trong video này mình sẽ sắp xếp swatch theo thứ tự số màu tăng dần. Dòng son thỏi này mang tông đỏ chủ đạo, họa tiết đặc trưng làm điểm nhấn màu bạc quanh thân và logo CD dập trên nắp. Khi bạn son lên sẽ thấy logo tiếp tục được in màu trắng trên đầu son. Phần logo này cũng chính là dưỡng chất, khi thoa lên môi sẽ tan cùng màu son để cung cấp thêm lớp dưỡng cho môi. Bảng màu gồm 21 màu và tất cả đều được mô tả là mang Luminous Pearly Matte Finish, tức là lớp son lì có hiệu ứng bóng sáng ngọc trai nhẹ. Nếu bạn soi gương thật gần và kỹ thì sẽ thấy những hạt nhũ chiếu chiếu nhẹ nhàng trên môi, và nếu đứng ở những nơi có ánh sáng vàng hắt vào hay ngoài nắng thì mới thấy rõ. Son có trọng lượng 3.2g và được sản xuất tại Pháp. Với dòng Ultra Care này, Dior nhấn mạnh rằng đây là dòng son thỏi đầu tiên trong thành phần có chứa dầu hoa, cụ thể là chiết xuất camelina và jojoba. Có lẽ cũng chính vì thế mà hương son tràn ngập mùi hoa luôn. Khi mở nắp và cho tới khi thoa lên môi, mình đều cảm nhận hương hoa rất rõ, khoảng 5 phút mới bay đi dần. Với mình thì hương hoa này hơi hắc và nồng một xíu, nếu có thể giảm đi một nửa là ok luôn. Về thời gian bám màu, nếu không ăn uống thì màu son sẽ giữ được tới 5-6 tiếng và sau đó sẽ nhạt dần, không còn đậm màu như mới thoa nhưng cũng không trôi hẳn. Bất ngờ đúng không? Thoạt mới thoa lên môi và son chưa set lại hoàn toàn thì mình đã nghĩ rằng son có thể phai đi nhanh. Nhưng dần dần sau 15-20 phút thì bắt đầu cảm thấy màu son bám dần vào môi hơn, nhưng không phải là khô lại hoàn toàn như dạng son kem lì. Trong khoảng 15-20 phút đó, nếu bạn bặm môi thì sẽ hơi có cảm giác dính nhẹ và cảm nhận được có son trên môi. Nhưng sau khi son set lại rồi thì sẽ dần cảm thấy là môi nhẹ hơn. Màu son có dây ra ống hút thành cốc, bát, thìa. Nếu chỉ uống nước thì sau đó màu son vẫn còn bám khá tốt và không phai đi nhiều. Màu đậm hơn sẽ bám màu tốt hơn. Từ 707 trở về sau, vì màu son đã có nhiều sắc đỏ hơn nên không cần di son nhiều lần như những màu trước, mà chỉ cần 2-3 lần quẹt là màu đã lên đậm cả môi rồi. Độ bám màu cũng vì thế mà kéo dài hơn. Khi mới ra mắt thì 707 cũng là màu mình tâm tia đầu tiên, khi sắc cam cháy vẫn đang khá trendy và tần suất sử dụng tông cam của mình cũng nhiều hơn nữa. Ngoài màu 707 thì 808 cũng là một màu mà mình rất thích. Đây sẽ là tông son mà mình chọn sử dụng hàng ngày nhiều hơn, sắc hồng nhưng không hề xến. Được miêu tả là lychee pink, tức là tông hồng kiểu quả vải, có ánh cam nhẹ nhàng. Đây là màu mà mình thấy các bạn da sáng và vừa dùng sẽ rất xinh, còn nếu da bạn nào ngăm và ngả vàng nhiều hơn thì vẫn nên cân nhắc trước nha. Với các bạn thích make up tông tây hơn hay thích những tông son ít đỏ, không quá nổi thì 848 sẽ là một gợi ý từ mình. Bạn này là sắc hồng đất trầm vừa phải, không quá kén da. Da ngăm cũng sẽ hợp nhưng sẽ lên xinh hơn nếu như có make up một chút. Nếu gương mặt vẫn đang tái nhợt mà dùng màu son này không thì sẽ có cảm giác già đi một xíu. Giá bán chính thức của em này là 38 USD, khoảng 900.000 một cây. Từ 866 này trở đi sẽ là các tông son đỏ. Theo mình thấy thì cả 3 tông đỏ sau này đều không quá kén da vì sắc độ không tươi quá. Các bạn da trắng sẽ dễ chọn được sắc đỏ ưng ý hơn. Nhưng với các bạn da ngăm hơn thì hãy cân nhắc thử trực tiếp để tìm ra đúng sắc đỏ mà bạn thích nha. Đôi khi mỗi cây chỉ khác nhau về chút xíu sắc độ, nhưng khi nhìn tổng thể trên cả gương mặt thì khác biệt lắm luôn. ChinSáuSáu cũng mang sắc đỏ hồng nhưng trầm hơn 866 rõ, sẽ phù hợp với các bạn thích sắc đỏ trầm như là tông màu rượu vậy. V
với 10 màu Ultracare trong mới swatch và những màu còn lại mình chưa có cơ hội thử. Nhưng kịp nhìn ở website thì mình thấy bảng son 21 cây này đều tập trung vào các tông son dễ sử dụng và sẽ đặc biệt dành cho những bạn nào đang tìm cây son thỏi bám màu tốt nhưng không làm khô môi. Những bạn hay những anh, những chị bắt đầu nhận thấy dấu hiệu môi đang lão hóa dần, vân môi rõ hơn thì cũng rất nên cân nhắc bởi chất son khá mềm và thoải mái khi sử dụng hàng ngày. Khi swatch hết xong 10 cây này thì mình cũng không thấy bị đau môi hay khô môi chút nào. Rouge Dior màu 999 là một trong những cây son đỏ có lịch sử lâu đời. Được Dior giới thiệu lần đầu vào những năm 1950, Rouge Dior đã nhanh chóng trở thành biểu tượng cây son đỏ quyền lực và giờ cũng được xuất hiện trong phiên bản Ultracare này. Tiếp đến là Rouge Dior Ultracare Liquid. Thêm một chữ liquid đó để phân biệt đây là dòng son kem. Bạn này có chiều cao nhỉnh hơn son thỏi khoảng 5cm, cũng mang logo CD dập và tông đỏ phủ trên nắp, thân son nhuộm đục nhìn thấy được màu son ở trong. Son có thể tích 6ml, đầu cọ cũng được lấy cảm hứng từ cánh hoa, mang hình dáng thuôn tròn như cánh hoa hồng vậy, và mình chưa từng thấy ở cây son nào khác. Về mùi hương, bạn son kem cũng mang rõ hương hoa hơi hắc nồng như bạn son thỏi ban nãy. Tương tự 707 của dòng son thỏi, 707 Bliss trong tube kem này sẽ có cùng tông màu cam cháy tươi. Tuy nhiên vì mang chất son khác nhau nên màu hiện trên môi cũng sẽ không giống hệt. Ở cây son kem sẽ lên rõ sắc cam hơn. Để thoa lòng môi mình sẽ nhúng cọ một lần, màu lên rõ và đầy môi hơn thì sẽ cần 2 lần. Bảng màu của dòng này gồm 25 màu tất cả, được chia thành hai chất son chính, đấy là Velvety Matte và Luminous Satin. Mình có ký hiệu mở ngoặc chữ M viết tắt của Matte hoặc S viết tắt của Satin sau tên màu ở góc trái trên màn hình để mọi người phân biệt rõ hơn. Ban đầu khi chưa đọc kỹ phần thông tin này thì mình hơi bối rối một chút, bởi khi thử lên môi thì thấy sự khác biệt rõ giữa các màu. Với chất matte, bạn sẽ thấy lớp son trên môi lì hơn, ít phản chiếu ánh sáng. Nếu như bạn nào đã sử dụng cây Rouge Dior Liquid cao cao màu xanh thẫm ý và đã thích thì mình nghĩ bạn sẽ thích hơn nữa khi thử cây mới này, bởi chất son Ultracare Liquid này còn nhẹ tinh và mịn hơn nhiều nữa luôn. Sẽ kiểu mousse xốp, lớp son trải mỏng và khi chồng lên cũng sẽ không thấy bị dày hay vón. Chất son không làm lộ vân môi nhiều, ở trên môi rất dễ chịu, có dây nhẹ khi ăn uống và môi không bị khô sau nhiều giờ thoa. Thành phần cũng có chứa dầu camelina, hạnh nhân và bơ hạt mỡ. Với chất satin, cảm nhận của mình khi mới thoa lên môi đó là như có một lớp metallic nhẹ, có độ phản chiếu ánh sáng rõ nét hơn, như là có những hạt highlighter được pha lẫn trong son vậy. Tổng thể trên môi như phủ một lớp màng bóng nhẹ. Tuy nhiên chất son khi bặm lại và cảm giác trên môi thì vẫn khá giống với kem matte ban nãy, vẫn rất nhẹ và mềm. 808 ở bản son kem cũng xinh cực xinh nhỉ, sắc hồng và cam xen lẫn nhìn dễ thương muốn xỉu. Độ bám của bạn này cũng khá tương tự với son thỏi, có thể kéo dài tới 4-5 tiếng nếu không ăn uống và sau khi ăn xong sẽ phai khá đều. 860 là tông đỏ hồng nâng tông da hẳn nha. Cả 860 này và 999 tiếp sau mình đều rất thích. Mình không dùng sắc đỏ tươi hay ngả hồng nhiều lắm, nhưng nếu cần dùng trong những dịp nhất định thì sẽ là các tông kiểu như thế này, khi lên da không thấy bị chói quá. Tổng kết lại, cá nhân Trang thích cây son kem hơn son thỏi, bởi chất son của cây son kem rất lạ và gây ấn tượng với mình nhiều hơn, nhẹ môi hơn cả son thỏi nữa. Hơn nữa, mình vẫn thích kiểu môi nhìn lì hơn nên là sẽ vote cây 707 và 808 là hai màu yêu thích nhất trong lần swatch này. Hiện giờ bảng son chưa có các tông đỏ gạch hay đỏ đất để chiều lòng các bạn tông da ngăm hay là các bạn đang thích on trend. Hy vọng Dior sẽ tung thêm màu mới bởi chất son liquid này rất thích luôn. Sự lựa chọn an toàn chắc chắn sẽ là 999. Kết thúc bằng bảng swatch cả hai dòng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp các bạn trong video tới nha. Bye bye!